Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của Duy Nguyễn. Thì Duy Nguyễn cũng rất là buồn khi phải thông báo với bạn một cái tin rằng là thành phố Hồ Chí Minh phải chỉ thực hiện cách ly thêm 14 ngày nữa. Một tin rất là đáng buồn cho toàn thể những người thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nước Việt Nam nói chung, đặc biệt hơn là những người đang gọi là công tác và cống hiến trong cái mảng kinh tế dịch vụ. Dịch vụ là theo Duy Nguyễn thấy á, dịch vụ là một cái ngành mà nó bị thiệt hại nặng nhất trong vấn đề kinh tế, mà điển hình nhất là phòng gym, mà Duy Nguyễn là chủ gym, nên Duy Nguyễn cũng có một cái sự gọi là rất là buồn và rất là chia sẻ với những bạn làm gym khác. Thôi, chúng ta cùng nhau cố gắng cùng chung sức với thành phố để vượt qua cái mùa đại dịch này. Hy vọng là sau cái mùa đại dịch này thì nền kinh tế gym chúng ta sẽ có một cái bước nhảy vọt bứt tốc nha các bạn. Vậy thì khi mà dịch giải thế này thì chặng đường tiếp theo của Duy Nguyễn là làm cái gì? Cái đó cũng là một cái câu hỏi mà Duy Nguyễn cũng không biết phải trả lời sao cho nó hay, trả lời sao cho nó xác đáng. Thật sự thì dịch bệnh nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tất cả chúng ta. Nó khó lắm bạn, mình cũng biết khi nào nó hết, mình cũng biết khi nào nó xong. Mà mình còn càng không biết là khi mà dịch bệnh hết rồi thì anh em còn tiền đóng tiền tập tại không? Anh em còn tiền mua súp hay không? Cái đó mình cũng không biết luôn. Vậy thì nó ảnh hưởng rất là sâu rộng tới cái việc mà khai trương quận 7 nha các bạn. Tại vì dịch bệnh này nó làm thứ nhất là khu này cách ly, khu kia cách ly, đồ này nó ABC. Rồi anh em công nhân này ta sợ ta chạy về quê mất tiêu, không có người để mà gọi là làm công trình cho mình. Và thứ hai nữa là cái dòng vốn nó cũng bị ảnh hưởng này nọ kia. Rồi nhiều khi nó mình rót không được đều, ta làm không có sung này nọ. Nói chung ảnh hưởng rất là nặng. Vậy thì cái ngày khai trương 7 tháng 7 liệu nó có xảy ra hay không? Thì như các bạn đã biết, hôm nay là 15 tháng 6, 14 tháng 6 gì rồi. Mà tới ngày 7 tháng 7 thì còn có gần tháng nữa thôi. Mà thực hiện thêm chỉ thị cách ly 14 ngày nữa thì Duy Nguyễn nghĩ rằng á, cách ly xong là hết tháng 6, vậy thì còn 7 ngày, liệu 7 ngày đó có được tụ tập đông người không? Cái chuyện đó là khả năng gần như không rồi, đúng không các bạn? Vậy thì ngày 7 tháng 7 có khai trương hay không? Chưa biết à. Nhiều khi Duy Nguyễn cảm thấy phù hợp, hoặc là cái công trình mà nó xong á thì Duy Nguyễn cũng khai trương online luôn. Miễn phòng gym cho phép mở cửa hoạt động thì mình khai trương để mình lấy khách đâu vấn đề gì đâu. Còn khai trương bằng online hay bằng offline đối với Duy Nguyễn không là vấn đề. Đối với Duy Nguyễn nó chỉ đó là chuyện bình thường. Tại vì sao? Tại vì đối với Duy Nguyễn á, mình làm ăn thành công hay không đó là quan trọng, chứ còn việc mình khai trương nó hoành tráng hay không. Mà tứ trụ VPT á thì nó trải qua những cái buổi khai trương hoàn toàn khác nhau. Không có buổi nào giống buổi nào hết á. Nhưng mà ý của Duy Nguyễn muốn nói á là trong hoàn cảnh này thì trong mùa đại dịch này mà có một cái trụ VPT phải khai trương online thì Duy Nguyễn nghĩ nó cũng không phải là một điều quá tệ. Các bạn đồng ý không? Đúng rồi anh em ạ. Các bạn đồng ý không? Đó là một cái kỷ niệm, đó là một cái dấu ấn. Có thể là Duy Nguyễn sẽ không dám mời các bạn đến đâu, nhưng mà các bạn chung online với Duy Nguyễn, cứ một bạn xuống đơn hàng 3 triệu mà cứ cho 1 triệu fan đi là cái như là dịch này nhầm nhò gì. Đúng không các bạn? Giỡn thôi. Nhưng mà online thì nó có hay của online. Nhưng mà nếu mà đã làm online thì chắc là cũng không tổ chức sơ sài đâu, bạn đừng có lo. Cái tập của Duy Nguyễn nó cũng có những cái cung bậc cảm xúc mà Duy Nguyễn hành động thường thường nó sẽ theo cảm xúc. Vậy giả sử nếu mà ngày 7 tháng 7 vì dịch Covid mà chưa thể khai trương được thì Duy Nguyễn sẽ dời sang ngày 17 tháng 7. Tại vì cái ngày 17 tháng 7 thì đó là cái ngày mà nó khép luôn 4 năm. Đúng không bạn? 4 năm hoàn công với tốc độ không ngờ. Đúng chưa? Đó nằm trong câu thơ, trong bài thơ tứ trụ của Duy Nguyễn, 4 năm hoàn công. Ý nó là từ cái BBT Bình Tân cho tới BBT quận 7 là 4 năm. Và BBT Bình Tân đã được khai trương vào ngày 17 tháng 7 năm 2017 vào lúc 17 giờ 17 phút. Thì BBT quận 7 nếu mà làm online cũng nên làm ở thời điểm đó. Ngày 17 giờ 17 phút ngày 17 tháng 7 năm 2021. Cũng là một số ý nghĩa. Thì đó là những cái gì mà Duy Nguyễn muốn thông báo về chặng đường khai trương BBT. Và còn có thông báo tiếp theo. Thông báo tiếp theo là, vậy thì bây giờ cá nhân của ông Duy Nguyễn trong cái mùa dịch bệnh này, ông làm gì để ông điều hành BBT? Thì tất nhiên BBT vẫn hoạt động bình thường, ngoại trừ mảng gym. Mảng gym mà đóng cửa theo chỉ thị của nhà nước, nhưng mà những mảng súp và những cái mảng khác thì vẫn hoạt động bình thường. Trong cái đó, khi nào mà hết chỉ thị 15 thì mảng THOL Academy vẫn hoạt động lại nha các bạn. Nên các em THOL Academy thì cũng hiểu, tại đang chỉ thị 15 nên chưa làm được việc đó. Nhưng mà sau khi chỉ thị 15 nó hết hiệu lực thì chúng ta quay lại cái lớp THOL Academy. Cái nhất, cái thứ hai, bản thân Duy Nguyễn vẫn thực hiện những cái dự án của mình. Trong đó là cái hai dự án quan trọng mà Duy Nguyễn đang thực hiện và sẽ thực hiện trong thời gian gần.
đó, mà có thể là Diệu Nguyễn chuyển qua quận 7 để thực hiện. Đó là gì? Đó là gym nữ tâm kinh ngoại trị. Đó là cái chuyện mà nó cũng đang bị gọi là sồn sồn với mạng xã hội các bạn. Bàn tay hư đó, bàn tay hư những năm dài trung cổ các bạn, cái đoạn năm dài trung học đó. Đó là cái dự án mà nằm trong series gym nữ tâm kinh ngoại trị. Thì sau khi xong cái gym nữ tâm kinh ngoại trị này, nó sẽ bắt đầu vô gym nữ tâm kinh thật, tầng số 1 sẽ quay lại. Đó, các bạn nhớ Duy Nguyễn nó làm ở tầng 3, nhưng mà đó là phiên bản của năm 2017-18. Thì sau 4 năm hoàn công với tốc độ không ngờ, Duy Nguyễn sẽ làm là phiên bản mới. Nó trực quan hơn, nó dễ hiểu hơn và nó sâu sát hơn với thể hình online. Đó, bạn hiểu chưa? Rồi cái dự án tiếp theo Duy Nguyễn sẽ thực hiện song song với dự án đó là dự án Home Gym của Duy Nguyễn. Dự án Home Gym VIP đó các bạn. Home Gym 500 triệu với đường 7. Thì ở cái dự án Home Gym này, Duy Nguyễn sẽ thực hiện hai dự án song song. Một là dự án của cá nhân Duy Nguyễn sử dụng của Home Gym nó như thế nào, và thứ hai là cái dự án có Home Gym đó dành cho khách hàng thì nên tập như thế nào. Hai dự án song song cho các bạn. Đó là những thông báo ngắn gọn của Duy Nguyễn về chặng đường sắp tới của BBT trong mùa đại dịch, và cũng như là những dự án của cá nhân Duy Nguyễn hoạt động trong tương lai. Nếu mà các bạn thương yêu Duy Nguyễn, các bạn thích Duy Nguyễn thì các bạn tiếp tục subscribe kênh, các bạn tiếp tục tương tác để cho tạo một cái niềm vui ảo trên mạng, để từ đó Duy Nguyễn có cái sự sung sức để Duy Nguyễn chơi tiếp, chơi mạnh hơn vậy thôi. Còn bạn nào có điều kiện kinh tế thì mua súp về ủng hộ cho người thân, gia đình, sức khỏe này nọ trong mùa đại dịch này. Có điều kiện nữa thì mua Home Gym, rồi sau khi phòng gym mở cửa chúng ta lại gặp nhau trong THL Gym Center. Bye bye mọi người. Hay thì mua súp đi ba, lái xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài.